Rồi, đóng hàng từ từ cho anh em. Thì cái 2853. 2853 từ Mỹ về. Kèm theo một cục pin 1.5. Và 2804. Như cái bộ này thì giá của nó là 7 triệu 9 nha. Cái này mình chốt cho hàng cho anh em rồi thì bây giờ mình đóng hàng thôi. Còn những anh em quan tâm thì liên hệ mình sẽ set bộ khác cho anh em. Cảm ơn anh em.